Vâng, xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với CD Video Khóa Học Chọn Bộ Bí Kíp Kinh Doanh Trà Chanh, Trà Sữa, Đồ Uống Nói Chung Trong Ngành F&B. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing và là một cái cố vấn chuyên về kinh doanh khởi nghiệp rất là nhiều năm kinh nghiệm. Và bài học này là một bài học tôi sẽ trả lời cho các anh chị một cái câu hỏi là nếu như các anh chị kinh doanh trà chanh hoặc đồ uống hoặc trà sữa, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị sẽ quyết định là tự làm hay là nhận nhượng quyền thương hiệu? Bởi vì chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là tự làm hoặc là nhận nhượng quyền thương hiệu, đúng không ạ? Thì tôi sẽ phân tích cho các anh chị các ưu điểm và nhược điểm của mỗi một phương án, và sau đó thì tôi đưa ra các gợi ý, và sau đó thì các anh chị sẽ tự ra quyết định cho mình, đúng không? Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là mỗi một cái phương án là tự mở hay là nhận nhượng quyền thì đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, đúng không ạ? Và cái quyết định là ở chúng ta, và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá các cái ưu điểm và đánh giá các nhược điểm, làm sao mà ưu điểm được nhiều hơn và lợi điểm ít hơn, thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái lựa chọn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tính đến phương án tự mở đi, đúng không ạ? Vậy thì ưu điểm của việc tự mở thì chúng ta làm gì? Chúng ta tự được đặt tên cho con chúng ta được thiết kế logo bảng biểu cho con của chúng ta, đúng không ạ? Đấy là cái đứa con tinh thần, một cái dự án kinh doanh. Cái việc phát triển lên thành các chuỗi cũng giúp chúng ta có thể có thêm những cái cơ sở kinh doanh và chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Và về mặt chi phí thì chúng ta không mất tiền mua thương quyền cho việc nhượng quyền thương hiệu của các hãng khác. Rồi, thế nhưng mà có nhiều ưu điểm như vậy thì cũng giống như là các cái mặt sản phẩm khác, nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó. Tại vì người ta nói là cái gì cũng có hai mặt, đúng không? Thế thì nhược điểm của nó là gì ạ? Cái thương hiệu của chúng ta thì mới toanh, mới tinh, đúng không? Mới tinh tình tình đấy thì chúng ta sẽ không có nhiều lợi thế về mặt thương hiệu, ít người biết đến chúng ta, đúng không? So với việc mà chúng ta nhận một cái nhượng quyền thương hiệu mà lớn, mà có uy tín rồi thì cái đấy nó rất là dễ và nó cũng sẽ giúp chúng ta có được những cái khách hàng mới. Đấy, và chúng ta cũng dễ tiếp cận khách hàng hơn, rủi ro cũng sẽ thấp hơn. Còn nếu mà chúng ta tự làm thì rủi ro cao, chúng ta phải chi nhiều quảng cáo cho việc tiếp cận thương hiệu, chúng ta cũng sẽ phải tốn các cái chi phí marketing, và đặc biệt là những cái rủi ro về đầu tư thì cũng có thể là sẽ khiến cho cái thương vụ kinh doanh của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Và lời khuyên là nếu như mà chúng ta tự tin về khả năng tài chính, khả năng phát triển, sự sáng tạo, đúng không ạ, rồi thì các cái điểm hòa vốn, chúng ta có thể có ý định phát triển các chuỗi riêng hoặc không muốn gò bó, thì chúng ta có thể suy nghĩ về việc là tự mở cái thương hiệu của mình, mà riêng ra, không cần phải chung đụng với thằng nào, cũng không cần phải nhượng quyền, đúng không? Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phương án số 2, đấy là phương án nhận nhượng quyền thương hiệu, thì cũng sẽ có ưu và nhược điểm, đúng không? Ưu điểm khi mà chúng ta nhận nhượng quyền thương hiệu thì chúng ta có thể được sử dụng thương hiệu của người ta, chúng ta có thể không cần phải học về thiết kế làm gì cả, họ sẽ đem đội ngũ đến, họ thiết kế hết cho chúng ta, họ thi công, họ lắp ráp, họ mua máy móc, họ lắp đặt theo một tiêu chuẩn, theo một công thức, theo một quy trình của họ. Chúng ta cũng không phải nghĩ là làm menu món gì, cách thức pha chế như nào. Họ sẽ cho người mang đến, họ sẽ dạy chúng ta. Họ thậm chí là cung cấp cả những cái sản phẩm có sẵn cho chúng ta. Thí dụ như là tôi biết là, tôi không tiện nêu tên, một cái chuỗi cà phê khá nổi tiếng ở Hà Nội, đúng không ạ? Ví dụ như bạn vào quán, bạn gọi một ly cà phê sữa pha sẵn, có thể là cho đá hoặc nóng. Thì các bạn có biết rằng là đấy là một cái ly cà phê mà đã được pha sẵn, đóng vào can. Và hàng ngày thì cái bếp tổng của cái chuỗi đó, người ta sẽ đem phân phối cái can sữa, rồi can cà phê, rồi can đồ uống này, rất là nhiều loại đến các cái điểm bán. Và sau đó thì ví dụ như khách hàng gọi, đúng không ạ, thì người ta chỉ việc chiết từ trong can vào cái dụng cụ bơm, sau đó thì người ta chiết ra và ta cho đá vào rất là nhanh, có thể vài phút là đã, 2-3 phút là đã có thể là xong được rồi. Đó, và cái giá cốt của một cái ly cà phê mà mình mua, ví dụ như mình mua 1 lít như vậy là bao nhiêu tiền, thì mỗi một cái ly cà phê như vậy mình rót ra là bao nhiêu tiền, đúng không? Thì tôi được biết là cái giá cốt của nó chỉ rơi vào 2.000 đến 2.500 cho một ly cà phê, và tôi khẳng định với các anh chị điều đấy là đúng. Và ở Hà Nội thì các anh chị có thể bán tầm 25 đến 30 ngàn một ly như vậy, thì cũng lãi khoảng cỡ 10 lần. Thì tức là giá cốt nó chỉ rơi vào cỡ khoảng 10%, 15% là nhiều, và không mất công phục vụ nhiều,
Đấy. À, lỗi nhất đấy là làm sinh tố, bởi vì là phải mua hoa quả tươi rồi thì nếu không bán được thì hoa quả nó cũng bị dập ôi thiêu hỏng và cái cốt thì nó hơi cao. À, thế kinh nghiệm của tôi mà tôi đi vào quán cà phê thì tôi chỉ gọi nước lọc hoặc là tôi gọi sinh tố tươi thì là tôi sẽ được cốt cao, chứ còn gọi mấy cái trà cà phê thì sẽ làm bị lỗ, đúng không? Nói vui thế. À, chúng ta cũng được học hỏi những cái kinh nghiệm, những quy trình nó họ chuyển giao chúng ta hết và cái khả năng thành công của chúng ta cũng cao hơn. Đấy, cũng đỡ được một phần chi phí quảng bá về thương hiệu, bởi vì là nó cũng có sẵn thương hiệu rồi. Và thứ hai nữa là cái hãng tổng của người ta ấy, cái đơn vị mà cho nhượng quyền ấy, thì họ cũng chi tiền làm quảng cáo cho hệ thống cũng như là cho chính người ta. Cũng có nhiều cái sự lựa chọn để phát triển. Mình không làm nhãn A thì mình có thể làm nhãn B, nhãn C. Mình không làm trà chanh, mình có thể làm trà sữa hoặc là các cái kiểu đồ uống khác. À, ví dụ như là nước ép hoa quả, vân vân. Rồi, thế thì đến nội dung số 2, đấy là chúng ta sẽ phân tích những cái nhược điểm khi mà chúng ta sử dụng cái nhượng quyền thương hiệu, đúng không? Thì nó cũng có nhiều nhược điểm. Thứ nhất là chúng ta mất cái phí nhượng quyền. À, hiện nay thì trà chanh tôi biết là cái phí nhượng quyền nó có thể từ 0 đồng. Thì tôi đã chạy cho một đơn vị là họ họ chạy là phí nhượng quyền là 0 đồng, 30, 50, 70. Loại nào đắt lắm thì được 100 triệu. Đấy, cũng không 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 nhiều đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là họ ăn cái tiền là tiền setup này, tiền phí nhượng quyền này và tiền đặc biệt là tiền cung cấp nguyên liệu. Khi mà cái quán này nó chạy, đúng không ạ? Thường thì họ sẽ cung cấp nguyên liệu cho chúng ta. Đó, thế thì họ sẽ tính lâu dài, nếu như họ mở thì ngoài cái chuyện họ thu được cái tiền nhượng quyền, mà cái tiền nhượng quyền thì là cái tiền nó cũng rất là vô hình, đúng không? Nếu mà bạn mở 2-3 cái cửa hàng thành công xong bạn đi nhượng thì mỗi cửa hàng bạn thu độ 5-70 triệu. Giả định rằng bạn nhượng được khoảng 20 cái thì bạn lời được 1,5 tỷ thôi, ví dụ như thế. Cũng rất là hay, đúng không? Thế nhưng mà tiếp theo đấy là gì ạ? Những cái thương hiệu ở trên thị trường trà chanh hiện nay thì cũng không có nhiều thương hiệu mạnh và cái mô hình này cũng rất là mong manh và cũng rủi ro, bởi vì cái nó vui là cái date, tức là cái thời hạn của nó cũng có thể là ngắn. Tôi không biết cái trào lưu này nó sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng mà hiện nay thì các bạn biết là trà sữa đang đi xuống, cái trào lưu trà sữa nó cũng được khoảng 5-7 năm. Thế còn trà chanh thì tôi nghĩ nó có thể được 2 đến 3 năm tới. Rồi, thế thì tiếp tục là chúng ta cũng sẽ phải nhận nhượng quyền, thì chúng ta sẽ phải tuân thủ tất cả các quy định của bên nhượng quyền họ đưa ra, về bảng biểu, về quy cách, rồi về cách thức làm thế nào, rồi quy trình nhân sự, rồi thậm chí menu họ kiểm soát hết, đúng không? Chúng ta sẽ không phải nghĩ, nhưng đổi lại thì chúng ta lại phải tuân theo những quy định của họ, rồi phải chi quảng cáo marketing theo yêu cầu của họ nếu có, vân vân. Vâng, và lời khuyên đối với cái trường hợp mà làm nhượng quyền thì bạn cần phải cân nhắc về chuyện là đọc kỹ các cái điều khoản trong hợp đồng. Đấy, hợp đồng nhượng quyền đấy ạ. Vâng, chúng ta phải hiểu rõ các cái quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và chúng ta có thể thuê luật sư để xem cái hợp đồng này. Chúng ta cũng cân đối tính toán kỹ về cái điểm hòa vốn, mức độ đầu tư. Thì trong các bài học tiếp theo thì tôi sẽ dạy mọi người cái điểm hòa vốn và các mức độ đầu tư. Đấy, rồi thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc thêm về những cái thương hiệu mà chúng ta sẽ lựa chọn, bởi vì trên thị trường hiện nay thì chúng ta cũng không có nhiều các cái nhãn trà xanh tốt đâu. Thế thì tôi khuyên là nếu có làm nhượng quyền thì cũng nên chỉ chọn top 3 trở lên thôi. Tức là thằng đứng số 1, thằng đứng số 2 và thằng đứng số 3. Thế còn những cái thằng ba lăng nhăng mà không có tên tuổi thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Tôi không nói là không nên nhận, nhưng mà nên cẩn thận và xem xét kỹ. Rồi thì chúng ta cũng cần phải xem xét đến các cái yếu tố con người. Thí dụ như là làm việc với thầy Phan Anh thì rất là uy tín. Thế còn cái công ty của thầy Phan Anh hay thế này thế khác thì là một cái câu chuyện khác, đúng không? Ta vừa phải làm việc về mặt pháp lý, nhưng chúng ta cũng cần phải làm việc về con người, đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta cân nhắc về điều đó. Rồi thì các cái quyền lợi, các cái nghĩa vụ, khả năng tài chính của chúng ta để chúng ta làm. Chúng ta cũng đánh giá một số những cái điểm bán của cái thương hiệu đó trước khi chúng ta nhượng quyền. Ví dụ như là chúng ta cứ ra chúng ta xem này, chỗ kia, chúng ta đo đếm xem là đông khách hay không, một ngày có bao nhiêu lượt khách, bill được bao nhiêu tiền, phải phục vụ ra sao, lợi nhuận như thế nào, chúng ta phải hỏi kỹ. Đấy, thì rồi chúng ta mới quyết định, đúng không? Thì sau đó thì nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều khi mà chúng ta cứ chỉ nghe lời ngon lời ngọt thôi. Bởi vì cái đơn vị mà người ta làm nhượng ấy thì người ta muốn bán được hàng, thì người ta muốn thu được tiền, thì
người ta cũng sẽ bảo ôi bọn làm với bọn em xịn lắm, bọn em thành công lắm, bọn em đông khách lắm, nhưng thực tế là đến xem thì ngồi vắng như chùa Bạt Anh đúng không? Thế thì chúng ta cần phải thực tế đến một số những cái điểm bán của cái thương hiệu đó, chúng ta ngồi canh đo đếm traffic rồi dắt xe rồi thì doanh thu, trò chuyện với nhân viên, trò quan sát, trò chuyện với bảo vệ cỡ khoảng 1 tuần để có nhiều thông tin, sau đó thì ra quyết định đúng không? Và cuối cùng là cần phải tính toán cả hai phương án, là phương án tự mở thương hiệu riêng hay là phương án nhận nhượng quyền, về các cái góc độ về chi phí, về tài chính, về điểm hòa vốn, về doanh thu kỳ vọng, về lợi nhuận kỳ vọng, lợi ích và rủi ro của mỗi phương án, chúng ta đo đếm, sau đó thì chúng ta đánh giá bằng các chỉ số. Còn khi nào mà nó ngang nhau thì chúng ta mới đánh giá bằng cảm xúc. Còn nếu không, nó ví dụ như là mình thấy là nhượng quyền nó vượt trội quá thì chúng ta nên nhận nhượng quyền, mà tự làm nó vượt trội quá thì chúng ta nên tự làm nha. Rồi, vừa rồi thì tôi đã trình bày cho các anh chị là các ưu nhược điểm của phương án tự mở quán cà phê hay là quán trà chanh của mình, hay là chúng ta nhận nhượng quyền thì cái nào tốt hơn, có ưu và nhược, và chúng ta tự so sánh và phân tích. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.